kênh video Đức Phú Trần gửi lời chào đến đại gia đình ngày mới. Kính thưa đại đình, hôm nay Đức Phú Trần tôi có dịp trở lại đến với vùng đất Cái Bè, Tiền Giang và xin được gửi đến đại gia đình chúng ta những hình ảnh của chợ nổi Cái Bè, Tiền Giang trong sáng nay. Thưa với cả nhà là hiện tại Đức Phú Trần tôi đang đứng ở cái bến tàu du lịch của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đây. Bến tàu qua Cù Lao Tân Phong. Đây là cái bến tàu du lịch chính hiện tại bây giờ của tại khu vực Cái Bè, Tiền Giang. Và như chúng ta biết rằng là ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện tại bây giờ có khoảng 7 cái chợ nổi lớn nhỏ. Và chợ nổi Cái Bè là một trong những chợ nổi bán sỉ. Chính vì thế là cái sự tấp nập, cái sự nhộn nhịp không bằng như những cái chợ nổi mà chúng ta từng xem những hình ảnh của Đức Phú Trần tôi, ví dụ như là chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ v.v. Bởi vì đây là chợ nổi bán sỉ, họ không bán lẻ những hàng hóa như là những cái chợ nổi khác. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ dạo một vòng ở chợ nổi Cái Bè nha. Rồi bây giờ mình cùng xuống tàu để chúng ta sẽ tham quan khu lịch Cái Bè nha, Cù Lao Tân Phong. Đa dạng của hàng hóa là phải trắng và phải tím, có nhiều loại.
Dạ thông thường thì ở chợ nội cái bè này thường là một ghe chỉ chở một loại hàng hóa thôi, hoặc là ghe khoai lang, hoặc là ghe củ sắn, hay là ghe cứu rợ, chứ không có chở được sự nhiều loại hàng hóa như là các chợ khác. Và trong thời gian người ta đi buôn bán thì người thương hồ sẽ sống ở phía ghe, với cách nhìn ở phía sau đuôi của ghe sử dụng như là sinh hoạt ăn ngủ nghỉ cho người dân người thương hồ. Và trong thời gian đi buôn bán thì người ta một lần như vậy thì khoảng nửa tháng, người ta có khoảng một tuần lễ ở đây để bán hàng. Sau đó thì người ta di chuyển xe về quê để chở hàng, tìm hàng, thì trong mỗi một lần như vậy thì có khoảng thời gian khoảng 2 tuần để bán hàng. Và chợ sẽ họp nguyên năm chỉ trừ vào dịp Tết âm lịch của mình là chợ sẽ ngưng họp khoảng chừng một tuần 10 bữa thôi chợ. Ở khu vực này thì người ta bán gà cũng vẫn còn là khoai lang, và ở phía sau là khoai mỡ và củ khoai mì. Như vậy thì đại đa số đây chúng ta thấy là người ta chỉ bán hàng nông sản thôi chứ không có trái cây Người dân địa phương của huyện này Cái Bè hoặc là huyện lân cận Cái Bè đến đây để mua hàng nông sản này, và người ta sẽ mua sỉ, số lượng là mua sỉ là người ta về bán lẻ lại ở chợ quê, hoặc là chợ làng, chợ xã, hoặc là chợ huyện, chợ tỉnh, nhân dân thì ở đây là tới mua sỉ và về quê bán lẻ lại, mua sỉ và bán lẻ. Như vậy thì chợ này, chợ nổi này là chợ đầu mối, chợ đầu mối của miền Tây. Dạ rồi quý khách, là ở phía sau mình thấy rõ cái sinh hoạt của người Hương Hồ rất là không có không nhiều không gian như ở trên đất liền của mình. Mình thấy có một góc nhỏ làm biết và nước để sinh hoạt thì chính là nước nào nước để sinh hoạt như là nấu ăn hoặc là tắm giặt thì mình dùng nước nào người Hương Hồ sẽ dùng nước nào Dạ đúng rồi, hồi xưa thì mình không có sự lựa chọn, nhưng bây giờ mình có nước đóng chai, nước thùng rất là tiện. Thì ai cũng dùng nước thùng để nấu ăn thì dùng, còn nếu không đại đa số thì người ta vẫn còn cái sự lựa chọn là nước làm sạch từ sông Mekong. Và quan trọng ở đây là người ta đã quen rồi, không có bị ảnh hưởng về sức khỏe, cũng không có sự lựa chọn nào khác. Rồi ở trên cao mình thấy trên những chiếc ghe này có những cây ăn sen, có nghĩa là trong những chiếc ghe của người Hương Hồ vẫn có TV để giải trí. Nhưng mà thôi khó khăn hơn là trên đất liền là mình không thể nào kéo dây điện qua để mà vận hành các máy loại máy này, tại vì các ghe các cửa người Hương Hồ sẽ đi về quê thường xuyên, cho nên là người ta không có cố định một chỗ để kéo được đường dây điện, người ta sẽ sử dụng các loại bình sạc ắc quy để vận hành các máy này. Và một số ghe như ở phía xưa cuối chợ nổi ở đây, sau những ngày lâu ngày thời gian lâu hoặc lâu người ta buôn bán phát triển cái cuộc sống ở đây, thì người ta không còn sử dụng những chiếc ghe này để làm kinh tế buôn bán nữa, mà coi như là những cái nhà ở cố định ở trên đây trên chợ nổi. Và những người mà sống trên ghe người ta sẽ buôn bán ở trên chợ cạn ở bên phải của mình, ở bên phải của mình, ở bên trái của quý khách là chợ huyện Cái Bè, người ta sẽ buôn bán để người ta sinh sống. Và mình thấy người ta trang trí cái ghe cũng giống như cái nhà ở trên đất liền của mình đó mà, cũng có bông hoa đường cây chỉ ở phía trước, và ở trong ghe này cũng có những cái sự thờ cúng ông bà tôn giáo mang theo. Cái tôi chị này là đang cho gạo để nấu ăn đây Rồi ở đây quý khách sẽ thấy được các ghe này đến từ các tỉnh nào, mình bằng cách là mình nhìn hai bên hông của chiếc ghe, người ta có viết tắt hai chữ DT. DT là đến từ tỉnh Đồng Tháp, và VL là ghe đó ở tỉnh Vĩnh Long lên. Và các ghe ở đây quý khách thấy đại đa số người ta đậu hầm những cụm 3, cụm 5, cụm 7. Thì như vậy mỗi cụm là cùng chung những anh em cùng một gia đình, hoặc là buôn bán lâu ngày thì người ta kết thân thành chùm xóm với nhau. Thì trong mỗi cụm như vậy mình thấy nó giống như là cái quy mô nhỏ khu gọn ở trên đất liền của mình, là một khô, một xóm, một làng, một ấp với nhau. Có những cái chuyện gì thì người ta sẽ tương trợ với nhau trong cái thời gian mà người ta buôn bán hoặc là người ta đi tìm hàng ở quê. Và ở cuối chợ nổi thì có một ghe của cô này là cô bán nhiều loại trái cây từ Cù Lao bên đối diện đưa về bên đây để bán cho khách du lịch thôi. Chỉ cái trái cây này thì đại đa số là khách du lịch mua, khách tham quan mua, chứ còn mọi người dân ở địa phương thì người ta sẽ không mua trái cây, người ta sẽ tới chợ nổi Cái Bè để mua hàng nông sản. Dạ đây là một hình ảnh tập trung mình sẽ thấy ở vùng sông nước ở miền Tây người dân qua lại hai bên bờ là bằng chiếc phà. Bằng chiếc phà hồi xưa là phải đi chuồng chèo hoặc là đi ghe máy đưa cơm của tư nhân của mình, nhưng mà hiện nay thì đại đa số người ta đã phục vụ bằng phà, hoặc là phà tư nhân hoặc là phà nhà nước thì sẽ tiện hơn rất là nhiều. Và hiếm có chỗ bắt tàu, có tàu bắt qua các sông nhưng mà rất là ít, và cái chân chung bằng chân chung là đại đa số là người dân qua lại xong thì người ta sẽ đi qua phà để qua từ đất liền qua Cù Lao, hoặc là từ các Cù Lao qua lại xong để dùng
đồng bằng sông Cửu Long sống dọc theo sông Mê Công, người ta sẽ lấy sông làm mặt tiền. Nhưng mà mặt sông này nó có hạn hạn chế, như người ta là mặt tiền lộ thì đã tăng gian cho đó là cái phương tiện chưa vận tải bằng sông thì sẽ hạn chế hơn. Rồi mặt sông này nó có những cái đe dọa, những cái nguy hiểm của dòng sông Mê Công và người trẻ sẽ tránh nhập. Dạ rồi, quý khách vừa đi qua khu chợ Đỏ Cái Đèn thì quý khách đã nhìn thấy một số cái hình ảnh buôn bán sống của người Thương Hồn, đó là những hình ảnh mà mình đã thấy từ lâu đời, từ thời ông bà ta cho tới bây giờ. Dạ, coi như là một cái đặc trưng của vùng sông nước và người ta kết hợp với miền vườn. Thì bây giờ mình biết thôi, mình sẽ ghé một điểm đầu tiên ở huyện Cái Đè này. Lân cận với lại huyện, lân cận với lại huyện thì luôn luôn là người ta sẽ sống nhờ vào cái kinh tế, và đại đa số là người ta sẽ tận dụng cái mặt hàng của địa phương, những cái nguyên vật liệu của địa phương để người ta làm cái đặc sản, người ta bán về chợ. Thì ở đây là nguyên vật liệu hồi xưa là gì ạ? Đại đa số của miền Tây là vừa lúa nước thì là ta sản xuất lúa, thành làm cái hàng như là gì ạ? Thịt cá dừa mà là cốt để bán về các vùng trồng các lúa trên. Rồi hiện nay thì có những vườn trái cây thì người ta làm các mặt hàng khác như là mứt, kẹo, mà cái nổi tiếng nhất ở miền Tây chính là kẹo dừa Bến Tre. Rồi song song với những vườn trái cây đó mình vận dụng trái cây thì ngày nay mình còn vận dụng luôn mùa của hai trái cây đó chính là hoa nhãn. Mùa hoa nhãn thì các chủ ở nuôi ăn mật sẽ di chuyển các vùng ăn mật tới những vườn hoa nhãn này đặt để mà thu gom cái mật hoa nhãn. Ngoài cái mật hoa nhãn ra thì người chủ nuôi ăn mật còn lấy được ra cái phóng hoa nhãn và cái sữa, loại sữa mà con ăn thợ nó làm ra từ cái dầu phóng hoa và cái mật ong, nó làm ra cùng với cái men rượu của nó để nó xuất ra cái loại là gọi là sữa. Mà cái sữa này dùng để nuôi con ong chúa, người ta gọi tắt là sữa ong chúa, nhưng mà mình nghe cái sữa này là còn dùng để cho con ong chúa mà đen cái gì cuộc sống của nó, chứ không phải là sữa của con ong chúa làm ra. Thì cái loại sữa này thì theo cái đối tượng mình có thể sử dụng mà những người bé nhỏ hay các cô chú lớn tuổi, sức khỏe của mình không ổn định thì có thể dùng như là thuốc ăn để trị bệnh, còn các chị mẹ thì mình thường dùng để làm mặt nạ cho da mặt thì cho da mặt nó mềm và chống cái lão hóa. Rồi điểm đầu tiên ở chỗ làng nghề này thì mình sẽ lên uống trà mật ong mà uống trà mật ong. Mình nghe cái cách nuôi nói về nuôi ong ở miền Tây, sau đó thì mình sẽ di chuyển xuống tàu để qua bên đối diện nhà mình, trên người ta làm cơm hoặc lúa tổ lao mà đặt gọi là bỏng trên làm rượu dừa bánh tráng. Dạ, xin lưu ý thì khách hàng khi nào mình vào bến hoặc là lui bến thì cái khách chú ý đừng để sẵn tay ra ngoài ạ, sẽ bị kẹt tay, giờ sẽ bị kẹt tay. Với lại mình khi mình đang xuống thì cái chú chị nhớ thì đừng bị đụng đầu ạ. Lúc nãy có ông Lý Trung chào hỏi là tại sao không làm mua tàu cao hơn. Dạ, thật ra cũng có cái lý do của nó. Ở đây mình bởi biển mình đều phụ thuộc con nước. Và trong những cái mạch nhỏ này thường có những cái cầu bắc ngang. Nếu mà mua tàu mà cao thì sẽ không qua lọt cầu và lúc nước lên cầu. Dạ rồi, bây giờ mời quý khách di chuyển lên mình dùng toàn mặt ong ạ. Cảm ơn đại gia đình chúng ta đã lắng nghe và theo dõi. Như thế thì đại gia đình chúng ta cũng thấy được cái sự khác biệt của chợ nổi Cái Bè khác với những loại chợ nổi khác ở đồng bằng sông Cửu Long như thế nào rồi nha. Và xin được tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại chúng ta ở những video kế tiếp. Xin được tạm biệt.